một hình thức rèn luyện khả năng giao tiếp và sự tự tin cho đối tượng thiếu nhi. Những khóa học làm MC nhí là bước đầu giúp các bé trở nên mạnh dạn cùng khả năng nói lưu loát, có thể dẫn dắt một vấn đề, một chương trình, sự kiện. Đặc biệt, ngay từ nhỏ, các bé được thử cảm giác đứng trước ống kính và cầm micro thuyết trình trước đám đông thì sau này bố mẹ hoàn toàn yên tâm con mình sẽ bứt phá mọi rào cản và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Đây chính là cơ hội thú vị để các bé được học hỏi và trải nghiệm. Để giúp cho các bé trở nên tự tin hơn trong giao tiếp, trung tâm You Can Now mở các lớp MC nhí với tiêu chí khóa học MC nhí giúp trẻ luôn tự tin thể hiện bản thân. Lợi ích của khóa học: phong thái giao tiếp tự tin. Bé sẽ có sự tự tin hơn khi tiến hành giao tiếp với mọi người, cũng như không còn tình trạng sợ đám đông như trước. Nói tròn vành, rõ chữ. Để trở thành một MC giỏi thì việc phát âm chuẩn là một điều căn bản. Biết cách tạo ấn tượng trong khi nói. Biết cách diễn đạt bằng ngôn ngữ hình thể. Đặc biệt, trẻ tự tin đứng trên sân khấu để dẫn chương trình. Đây là mục đích cuối cùng mà trung tâm hướng tới, với tiêu chí không chỉ làm cho trẻ tự tin hơn mà còn có thể ứng dụng trên sân khấu và đời sống. Đối tượng tham gia: tất cả các bé trong độ tuổi từ 7 đến 15 tuổi là đối tượng của lớp MC nhí, đặc biệt là những bé có sự thiếu tự tin trong giao tiếp cũng như các bé sợ đám đông. Nội dung chương trình học: khóa học kéo dài 10 buổi. Qua các buổi học, các bé sẽ được hướng dẫn tất cả mọi kỹ năng về nghề dẫn chương trình như nhập môn, giải phóng cơ thể, phát âm, diễn xuất, kỹ năng hoạt náo đám đông, khả năng dẫn chương trình trước ống kính, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng phỏng vấn, vân vân. Mỗi lớp sẽ có số lượng là 8 đến 12 bé, giúp đảm bảo khả năng học tập được tốt nhất. Thông tin liên hệ: trung tâm đào tạo kỹ năng mềm You Can Now, địa chỉ tầng 4 tòa nhà 391 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội, hotline 098 534 9755.